Lan rừng bản đôn Minh Lý xin kính chào tất cả mọi người nhé. Chiều hôm nay thì thực sự là hàng em đi lấy về được rất là ít mọi người ạ. Nhưng mà đổi ngược lại thì hàng càng ít lại càng chất lượng càng cao mọi người nhé. Rất là chất lượng luôn đấy. Hôm nay là có cây khủng này, có cây lá mít và có hàng giống. Có chỉ có một lô thanh lý thôi mọi người nhé, chỉ có một lô thanh lý thôi. Còn lại thì có hai lô hoàng nhạn và có một lô hải âu, hai lô combo và một lô sóc mọi người nhé. Sau đây thì em đi thẳng vào vấn đề chính luôn để không để mọi người chờ lâu. Hàng của em thì kiểu gì thì em cũng phải tỉa sơ qua mọi người ạ, tỉa sơ qua thôi nhé, chứ em không tỉa kỹ và cũng không để dài ra nó lơm sơm, bởi vì cái không gian cái chỗ quay này hơi chật, cho nên là tỉa sơ qua thì nó gọn hơn một chút để mình có thể bày được nhiều hơn một chút, có thể đưa hàng lên để cho mọi người lựa chọn được mọi người nhá. Thì sau đây em đi thẳng vào vấn đề chính luôn này. H1 đây mọi người, đi thẳng từ ngoài vào mọi người nhìn thấy một cây trâu cực khủng như ạ. Cái H1 này rất là khủng mọi người nhá. Chưa mất một lá gốc luôn mọi người nhé. H1 này chưa mất một lá gốc nào hết. Đấy, em để xa cho mọi người xem nhé. Đây là cái khoảng cách rất là xa này. Khoảng cách tay của em ở đây mà ra ở ngoài này là, đây mọi người xem. Đấy, rất là xa nhé. Nhìn cái cánh tay của em đưa hết ra ngoài này rồi, cả người như thế này mà mới thấy được, là mới đến được cái cây tầm khoảng chừng hơn 1 mét mọi người nhé. Cái khoảng cách quay của em đấy, mọi người tưởng tượng cây nhá. Đây, gang tay của em này. 1 2 3 và đây là 4. Đấy. Tầm chiều rộng là 80 cm, chiều cao 1 2 tầm 40 cm. Đấy. 6,5 cặp lá mọi người nhé, 6,5 cặp lá. Đã có con rồi, đã đẻ con mọi người nhé. Đã đẻ con nhé. 6,5 cặp lá đã đẻ con này. Bây giờ em đưa sát vào ở trong này để cho mọi người nhìn thấy cây con mọi người nhá. Đấy, đã thấy cây con chưa? Cây con là cây này đây mọi người nhá. Đây, cây con đây nhá. Thẳng ngón tay của em là cây con đây mọi người nhá. Thẳng ngón tay của em là cây con. Đấy, mọi người nhìn thấy rõ chưa? Đấy, cây con đấy. Một mẹ một con. Một mẹ một con 6,5 cặp lá. Đây, cặp lá em đếm, bắt đầu đếm cặp lá nhá. 1 2 3 4 5 6 và một lá ngọn này nữa là 7 nhá. Bên này là 1 2 3 4 5 6. Đấy. 6,5 cặp lá mọi người nhá, cả lá ngọn nữa là 6,5 cặp lá. Rất là to, rất là khủng luôn. Rất to, rất khủng. Cây này em công bố giá cho mọi người luôn, cây này là 2.200.000, giá sát sườn mọi người nhá, giá sát sườn nhá. Không hô giá thách mọi người nhá. Đấy, H1. H2. H2 đây là một cặp lá mít này. Một cặp lá mít xếp rất là to mọi người nhé, rất là to. Đấy, bản lá đây. Bản lá đây mọi người xem. Đấy. To hơn 3 ngón tay mà nhỏ hơn 4 ngón tay nhá. Cặp lá mít này với giá là 450.000. 450.000 H2. H3 đây là một cây mít rụt. Một cây mít rụt rịt luôn mọi người nhá. Một cây mít rụt rịt luôn này. Đây, mọi người xem nhá. Cực đẹp, cực đẹp luôn. Cây mít rụt rịt cực đẹp luôn. Cây này 3 cặp lá, 1 2 3. 3 cặp lá nhá. 3 cặp lá này với giá là 900.000 cho cây mít rụt rịt này. Cây mít rụt rịt này mọi người nhá. 900.000 cho cây mít rụt rịt này. Đây. H3. H3 đây. Mọi người nhá. H4. H4 đây là một cặp lá mít rất là to. Cặp lá mít này cực đẹp luôn mọi người nhé, rất là đẹp luôn. Đây, một cây. Một cây mọi người xem. Một cây. Cây này là 2,5 cặp lá. Và cây số 2. Cây số 2 này cũng là 2,5 cặp lá, rất là đẹp mọi người nhé. Đã nhú cửa hoa, đã nhú cửa hoa rồi. Mọi người xem so sánh cây nhá. Một gang tay này, hai gang tay đấy, là mọi người xem biết cây to hay là cây bé mọi người nhá.
Mọi người nên so sánh cây mọi người nhá, đừng có nhìn trực tiếp trên màn hình mà nên so sánh cây. Nhiều lúc màn hình điện thoại nó chỉ là như thế này thôi, nhưng mà lên màn hình của tivi nó càng to thêm nữa. Cho nên em nhắc trước cho mọi người là thứ nhất là so sánh bằng gang tay. Bằng gang tay mọi người nhá. Thứ hai là so sánh sánh bằng cánh tay. Đây, cánh tay là như thế này. Đấy mọi người xem, từ mũi đầu này cho đến khuỷu tay là mọi người biết được là cây to hay là cây bé như thế nào mọi người nhá. Đấy là cách so sánh như thế. Cách so sánh như thế để cho mọi người biết được rằng là cây to hay cây bé nhá. Còn khi mua xong rồi thì em nói thật, em nói kỹ như thế này rồi, mọi người cũng xin mọi người về đừng có bảo là tại sao quay ở trên lại cây to thế, có phải là làm ảo ảnh hay làm này làm mẹo, làm này làm kia không. Em bảo là xin thưa là không, nhưng mà nhìn trên điện thoại thì như thế này, nhìn trên tivi thì nó sẽ khác nha mọi người nha. Đấy là cái H4 550k cho hai cây lá mít xếp đấy. H5 lô này gồm có 5 cây lá mít mọi người xem, 5 cây lá mít. Đây. Mọi người xem nhá, một cây lá mít rụt này. Đấy, nhìn cái đầu mụi ngón tay lên đến cổ tay là biết cây to hay cây bé mọi người nhá. Cây này là cây mít rụt rịt luôn này. Một cây. Tiếp tục cây số 2. Đấy, cây số 2 cũng như vậy nhá. Rụt rịt luôn, rất là đẹp. Cây số 3 là một cây mít xếp. Cây này là cây trâu mít bạc. Mít trắng luôn mọi người nhá, trâu trắng này. Trắng từ dưới lên trên luôn, trắng từ dưới lên trên luôn nhá. Các mặt đều trắng này. 1 2 3,5 cặp lá, nhìn như thế này 3,5 cặp lá, cực đẹp luôn, cực xinh luôn mọi người nhá. 3 cây. Tiếp theo là một cây nữa là 4 cây. 4 cây con trâu bạc này. Và đây một cây nữa là 5 cây. Đấy, 5 cây lá mít này giá chỉ có là 500k, chỉ có 500k thôi mọi người nhá. Đấy, có hai con trâu trắng ở trong này. 500k cho 5 cây trâu lá mít này. Tiếp theo H6, đây là 10 cây trâu lá mít, 10 cây trâu lá mít mọi người nhá. 11 cây xin lỗi, nó hơi nhỏ cho nên giá nó thấp hơn. 11 cây, tức là nhiều cây hơn thì giá vẫn vậy, nhưng mà nhiều cây hơn thì cây nhỏ hơn nhá. 2 cây. Đây, mọi người xem, so sánh đi mọi người nhá. Bằng bàn tay này, bằng bàn tay. 1 cây. 2 cây, cây này to hơn bàn tay. 3 cây, cây này bằng bàn tay. 4 cây, cây này bằng bàn tay. 5 cây, bằng bàn tay. 6 cây, bằng bàn tay. 7 cây, cây này là mít rụt rịt luôn này. 8 cây, cây này cũng mít rụt rịt luôn này, bằng bàn tay. 9 cây, cây này nhỏ hơn bàn tay một chút. Ủa, sao lại có mấy cây lộn vào thế này? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cây rồi. Đây, đặc biệt có cây này này, 10 cây. Cây này không hiểu sao lại nó lại dạng nó như thế này. Nhỏ xíu mà đã là 2,5 cặp lá này. Nhăn nheo luôn. 10 cây. 11 cây. Và đây là 12 cây đi. Thôi được rồi, nó lạc vào trong này, em cho hai cây này nữa là thành 14. Đây, em bỏ vào cho mọi người thôi nhá. Lô này em vẫn tính là 11 cây. Lô này vẫn tính là 11 cây, nhưng mà khi nhận hàng thì mọi người nhận hàng được 14 cây nhá. Tính 11 cây nhưng mà nhận hàng được 14 cây này. Lô này là 500k H6. H7. Đây một lô lá cứng, lá ngắn, lá dày, cực đẹp luôn nhá. Lô này là 9 cây rất là đẹp mọi người nhá, 9 cây rất là đều và đẹp đây. 1 cây. 2. Đấy, mọi người xem. 3. 4. Rất là to đẹp này. 5. 6. 7. 8. Và đây là 9 cây. 9 cây rất là đều và đẹp mọi người nhá. 9 cây này giá là 500k. 500k mọi người xem nhá. Đấy, từ đầu mũi này đến
tay chỗ này mọi người nhá. Như vậy là mọi người biết được là cây to hay cây bé. Như cây này, đây, một cây như thế này, đến đây nhá. Lá cứng, lá ngắn, lá xếp cực đẹp. Lô này với giá là 500k, H7. H8, lô này cũng là một cơ lô lá cứng, lá ngắn, lá xếp rất đẹp luôn. Cây này, lô này cây to hơn nhá. Với chỉ có 7 cây, một cây này. Hai cây. Đây. 3 cây. 4. Rất là đều nhau. 5. 6. Và đây là 7 cây. 7 cây như thế này, giá cũng chỉ có là 500k cho 7 cây này thôi mọi người nhé. Rất đẹp luôn. 500k cho 7 cây. Hàng được ít nhưng mà chất lượng mọi người ạ. Ít nhưng mà chất lượng nhá. Tiếp theo H9, lô này cũng là 5 cây lá xếp chỉ thiên, lá cứng xếp chỉ thiên mọi người nhé. Một cây này. Đấy. Hai cây này. Ba cây. Bốn cây. Và đây là 5 cây. Đấy, ba cặp lá này. 5 cây lá cứng xếp chỉ thiên, rất đẹp nhá. Rất đẹp. 5 cây này với giá là 500k. 500k cho 5 cây này. Đấy là H9. Đây H10. H10 đây là một lô hải âu rất là to. Ủa chết, không có tem rồi. Rồi, lô H10 này. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 cây hải âu. 27 cây hải âu to như thế này. 27 cây mọi người nhá. Lô này chỉ có là 200k. 200k cho lô H10 này mọi người nhá, 200k hải âu nhá. H11. H11 đây là một lô 7 cây trâu lá xếp bản to mọi người nhá. 7 cây trâu to này. Đây. 1 cây. 2 cây. 3 cây rất là to nhá. 4 cây. 5 cây. 6 cây. Và đây là 7. 7 cây này với giá là 500k. 500k cho 7 cây này. 500k cho 7 cây như thế này mọi người nhé. 7 cây 500k. Đấy. H11 7 cây này 500. Cực rẻ luôn, cây to nhá. Tiếp theo H12, đây là một lô trâu giống hàng Trung. Giống hàng Trung mọi người nhá, có những cây là nó to như thế này rồi, to hơn cả bàn tay rồi nhá. Còn ngược lại thì có những cây cũng rất là nhỏ, nó chỉ nằm trong lòng bàn tay như thế này thôi mọi người nhá. Đấy mới gọi là hàng giống nhá. Đây là giống hàng Trung. Đấy, giống hàng Trung nhá. Tổng toàn bộ cả lô này là 35 cây tất cả. 35 cây trâu giống hàng Trung này. Với giá là 600k cho H12 này. H12 35 cây giống hàng Trung này. Giá là 600k. Tiếp theo H13. H13 đây là 3 cây 3 dạng mọi người ạ. Một cây cây cao bóng cả, cây thân dừa rất là to này. Nếu bán riêng thì cây này cũng là bán 300k cũng ok mất rồi nhá. Cây lá mít thân dừa. Lá mít thân dừa một cây. Một lá này bị cụt bẩm sinh nhá. Đấy, không có tì vết gì cả đâu mọi người nhá. Một cây lá mít thân dừa. Lá mít thân dừa một cây nhá. Tiếp theo, đây là một cây lá xếp bản to, nhưng rất tiếc là bị con gì ở rừng nó cắn, nó xé mất cái lá rồi. Còn hai cái lá này còn chưa là có vấn đề gì cả, cho nên nó rất là ok nhá. Rất là ok. Cây thứ hai. Còn cây thứ ba là một cây lá dài. Lá dài mọi người nhá. Đây ở rừng nó mọc như thế này, cho nên lá nó dài, nó cụp xuống. Lá xoắn mọi người nhá. Lá dài, lá xoắn đây. Một cây này lá dài lá xoắn nhá. Cây này đã nhú nụ hoa rồi mọi người nhá, đã nhú nụ hoa rồi. Đây. Đây ba cây ba dạng này, ba cây ba dạng, cây to mọi người nhá, cây to. Ba cây ba dạng này. Ai chốt ba cây này với giá là 400k, 400k. H13, cây rất là to nhá.
H14. H14 đây là một lô hoàng nhạn tháng 4 của rừng Buôn Đôn. Hoàng nhạn tháng 4 mọi người nhá. Lô này gồm có là 15 cây rất là đẹp này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 và đây là 15. 15 cây tất cả, một lô rất là to, 15 cây. 15 cây này với giá là 500k. 500k cho 15 cây. H14. H15. H15 này là một lô 8 cây, 8 cây nhạn tháng 4 nhá, 8 cây to nhá. 8 cây to mọi người nhá. Đây, một cây, cây này có một nguyên bản luôn, đang còn nguyên bản một cây nhá. Hai cây lá mít xếp rụt này. Ba cây, cây này cũng lá mít này. Bốn cây này cũng rất là to này. Năm cây này lá mít xếp này. Và đây sáu cây này rất là to này. Bảy cây này rất là to này. Và đây là tám cây này cũng là vừa vừa nhá. Tám cây này rất đẹp này. Và tặng thêm cho mọi người 5 cây nhỏ này nữa. 5 cây nhỏ này nữa mọi người nhé. 8 với 5 là thành 13 đấy. Đấy, em tặng thêm 5 cây nhỏ. Ai chốt luôn này với giá là 500k. 500k cho 8 cây này. Tính 8 cây thôi nhá, mà tặng thêm 5 cây nhỏ nhá. 500k, H15. H16, đây là một lô combo cực đẹp luôn mọi người này. Lô combo rất là đẹp này. 10 cây hải âu, 10 cây hải âu. 10 cây quế tím, 10 cây quế tím và đây không biết là bao mấy dê nhất điểm hồng. 1 2 3 4 5 6. 6 dê nhất điểm hồng. Và tiếp theo đây là có 10 cây sóc, 10 cây sóc nhá. 10 cây sóc. Đấy, tổng toàn bộ ở đây là có 4 loại. Sóc 10 cây, nhất điểm hồng 6 dê. Quế tím 10 cây và hải âu 10 cây. Lô này giá chỉ có là 250k cho 4 loại combo này. Combo 4 loại nhá. Tiếp theo H17. H17 này là một lô sóc 2,5 kg. 2,5 kg này em thanh lý cho mọi người với giá là 200k. Đây, 2,5 kg một lô sóc to như thế này, rất đẹp. Thanh lý luôn cho mọi người 200k nhé, không phải là 250, 200k. Tiếp theo là H18, đây là một lô cuối cùng. Lô 18 đây, gồm có 10 cây hải âu rất là to. 10 cây quế tím cũng rất là to. Quế tím rất là to đẹp này. 10 cây quế tím. Một cây này là một cây ấy mọi người nhá, một cây chồn, một cây đuôi chồn nhá. Tiếp theo đây nữa là 10 cây. 10 cây giáng hương tam bảo sắc. 10 cây giáng hương trong một tam bảo sắc mọi người nhá. Và trong này có một cây này là nó mất rễ rồi, nhưng mà mọi người yên tâm, về thì nó sẽ ra rễ mới mọi người nhá. 10 cây giáng hương tam bảo sắc. Và tiếp theo đây nữa là 10 cây sóc mọi người nhá. 10 cây sóc. Đấy. Đấy là tổng toàn bộ là có 10 cây sóc này, 10 cây giáng hương tam bảo sắc này và một cây chồn rất là to, 10 cây quế tím rất là to và 10 cây hải âu. Lô combo 5 loại này với giá là 300k, 300k H18 nhá. 300k combo 5 loại. Đấy là tổng toàn bộ, 18 lô mà chiều hôm nay em đưa lên để cho mọi người lựa chọn nhá. Ai lựa chọn được lô nào thì mọi người hãy gọi điện cho em theo số điện thoại 0981088852. Xin nhắc lại số điện thoại của em là 0981088852. Kênh Lan Rừng Bản Đôn Minh Lý. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Hẹn mọi người ở clip sau. Xin chào mọi người nhé. Và hẹn gặp lại trên các cuộc điện thoại.